Đó là những cái câu hỏi mà bản thân Kha ngày hôm nay cũng luôn luôn hỏi mình, luôn luôn nhắc nhớ mình và luôn luôn phải có câu trả lời cho chính bản thân mình. Kha đang là ai? Và đang đâu là điều mà Kha muốn trở thành? Hãy hỏi nó thường xuyên. Và mình hỏi nó mỗi ngày thì chắc chắn các anh chị luôn luôn là cái người trong top đầu của chính cái hành trình sự nghiệp mà các anh chị đi tới. Khi các anh chị hỏi điều này, các anh chị đang là ai và đâu là các anh chị muốn trở thành? Các anh chị nhắn cái câu này trong học chat đi ạ. Nếu thực sự các anh chị muốn, hãy hỏi cái câu này mỗi ngày. Tôi đang là ai và đâu là điều tôi muốn trở thành? Mỗi buổi sáng mở mắt ra phải hỏi câu đó cho chính bản thân mình. Đâu đó các anh chị còn lắng nghe thì nhắn cái câu này trong học chat đi ạ. Các anh chị nhắn rằng tôi đang là ai và đâu là điều tôi muốn trở thành. Cảm ơn các anh chị. Rồi. Vậy tiếp theo cái câu trả lời đó là gì ạ? Rồi. Vậy thì Kha cũng chia sẻ với các anh chị. Các anh chị thấy được cái slide tiếp theo rồi đúng không ạ? Dạ rồi ạ. Ok. Thế thì cái câu chuyện cái kim tứ đồ này đâu đó các anh chị đã nhìn thấy rất nhiều. Các anh chị cũng được nghe chia sẻ rất nhiều. Đúng không? Đây là cái câu chuyện hệ thống về kim tứ đồ trong cái cuốn sách rất là nổi. Rất là nổi và rất là hot. Thì đâu đó Kha cũng muốn mượn cái câu chuyện này để Kha nói một chút. Về cái chúng ta đang ở đâu và chúng ta muốn trở thành ai. Đó, thì hiện nay đối với kim tứ đồ này thì điều đầu tiên chúng ta bán sức khỏe và thời gian để có tiền. Thì đây là cái nhóm gọi là nhóm người làm thuê, đây là E làm thuê. Hay là còn gọi là làm công ăn lương đó các anh chị. Làm công ăn lương. Các anh chị ha. Rồi, cái tiếp nhóm tiếp theo đó là nhóm S, tức là không ai làm giỏi hơn tôi cả, có nghĩa là tôi tự kinh doanh, có nghĩa rằng là tôi có một cái shop nhỏ rồi tôi làm chủ cái shop đó, chủ cũng tôi, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi đó các anh chị, ví dụ như vậy. Tự mình làm, tự mình bán, mình mở một cái quán nước riêng, mình mở một cái quán cà phê riêng, mình tự làm, ví dụ như vậy, thì là cái nhóm tự kinh doanh riêng. Cái nhóm B là gì? Tận dụng sức mạnh của hệ thống. Và đây là một cái nhóm có tên gọi là nhóm chủ doanh nghiệp, nhưng cái nhóm này gọi là tận dụng sức mạnh của hệ thống. Hệ thống các anh chị nhớ câu này, tận dụng sức mạnh của hệ thống có nghĩa là rất nhiều người đấy các anh chị ha. Và cái nhóm cuối cùng là nhóm ai? Là nhóm nhà đầu tư. Đầu tư có nghĩa rằng là chúng tôi có tiền rồi và chúng ta yêu cầu tiền làm ra tiền cho chúng ta, gọi là bắt đồng tiền làm việc tạo ra tiền cho chúng ta, chứ chúng ta không còn nữa thì chúng ta không cần phải làm nữa, đây gọi là nhóm đầu tư. Thế thì theo các anh chị là chúng ta đang ở đâu? Nếu chúng ta làm hệ thống thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở đâu các anh chị? Đang ở đâu trong bảng kim tứ đồ này ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị đã nhắn rồi. B. Tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta đang ở là B, đúng như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta, các anh chị đâu phải là chủ doanh nghiệp, phải không? Phải đấy các anh chị. Khi mà các anh chị đã lên leader rồi, vì sao đối với Gen Casa Đà Nẵng 2, mỗi một trưởng nhóm đều có một trợ lý? Là chúng ta đã là ông chủ rồi đấy. Bi thôi nha chị Thảo Phương, chứ ai thì chắc là chưa đâu. Chị Thảo Phương nha, bi thôi. Chúng ta có một cái trợ lý riêng thì chúng ta lúc này chúng ta là ông chủ rồi. Và chúng ta có hệ thống, chúng ta có một cộng đồng làm việc cùng với chúng ta. Thì chúng ta trao đi giá trị và họ, chúng ta cũng nhận được giá trị từ họ. Đó gọi là tận dụng sức mạnh của hệ thống. Cảm ơn tất cả các anh chị khi chúng ta nhận thức được là chúng ta đang ở đâu. Và chúng điều đâu là điều chúng ta muốn trở thành.
Vậy cái này phát huy như thế nào? Và chính cái tầm nhìn, chính cái tư duy, chính cái sự khát khao lớn và niềm tin, gọi là vào bản thân của các anh chị, niềm tin vào sự nghiệp của các anh chị và niềm tin vào tổ chức mà các anh chị đang theo đuổi. Đó là sự thành công của các anh chị phụ thuộc vào chính cái đó. Và tiếp theo là gì ạ? Rồi, hãy chia sẻ với các anh chị tiếp theo là cái điều mà chị Thủy cứ nói đi nói lại rằng là gì? Bạn nhận được giá trị gì khi bạn là đối tác của Generali, Genkasa Đà Nẵng ha? Bạn nhận được gì chứ? Thì đây là cái chìa khóa. Đây là cái chìa khóa mà khi các anh chị trao cơ hội cho đối tác, cho partner, cho cộng sự của mình, mà chị Thủy đang làm rất tốt, các anh chị Thủy đang làm rất tốt. Vậy thì cái câu chuyện là bản thân mình phải cảm nhận được rằng là mình nhận được giá trị gì khi mình là agency của Generali, agency của Genkasa Đà Nẵng 2, thì mình nói điều đó cho cái người mà mình chuẩn bị mời họ vào làm cùng. Vậy thì đây là cái gì? Đầu tiên, khi họ vào với vai trò agency, họ sẽ được cái gì? Đầu tiên, họ sẽ nhận được một cái, tất nhiên là những cái mà như chị Thủy đã khơi gợi rồi, đó là được thoải mái về thời gian, không có chỉ tiêu, không có target và gọi là tự do về thu nhập, đúng không nào các anh chị? Nhưng bên cạnh đó, chúng ta sẽ nói sâu một chút, chúng ta khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ có nói về cái quyền lợi, chúng ta nói về đặc tính một chút. Đây đây là cái mà Kha đang nói về đặc tính. Thì đâu đó khi mà các anh chị chia sẻ với ứng viên thì các anh chị sâu hơn về quyền lợi của họ nhận được nữa. Còn đây là những cái giá trị đặc tính cơ bản mà Kha một vài cái khi mà Kha hướng các anh chị, giúp đỡ các anh chị, chia sẻ các anh chị để các anh chị có một cái nhìn tổng quan khi mà mình chia sẻ với ứng viên mà thôi. Thì khi mà họ sẽ vào cùng với Genoli, họ là đối tác của Genoli đầu tiên, ai họ cũng sợ hãi hết, nhưng mà mình nói với họ rằng bạn cứ yên tâm, anh chị cứ yên tâm, khi các anh chị vào đây các anh chị sẽ nhận được một cái lộ trình đào tạo bài bản cho những cái con người khởi đầu mới, vì tất cả mọi người đều giống nhau, đều khởi đầu bằng con số 0 tròn trĩnh trong khi là đối tác của Genoli. Thì Genoli có một lộ trình đào tạo bài bản chuyên nghiệp cho chính các anh chị. Tiếp theo nữa là gì? Các anh chị sẽ được hỗ trợ đa chiều từ các cấp. Mình khẳng định với họ như vậy các anh chị. Và cái điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là gì? Kha kính mời các anh chị. Các anh chị sẽ được thăng tiến, và chính sách thăng tiến này vô cùng công bằng và vô cùng minh bạch. Như Kha nói lúc nãy các anh chị đấy. Các anh chị agency hãy liên hệ ngay với leader trực tiếp của mình để nhận cái chính sách. Chính sách này có hai loại, một chính sách thu nhập và chính sách thăng tiến. Các anh chị sẽ lấy rất rõ về cái việc đó và các anh chị sẽ nhận được những cái giá trị đó từ chính bản thân mình tìm hiểu, đừng trông chờ người khác. Bởi vì trông chờ người khác như chị Thủy có nói đấy sẽ chậm hơn chúng ta, sẽ chậm hơn chính bản thân mình giải quyết vấn đề của mình. Và khi mình trông chờ sự giúp đỡ của người khác thì chắc chắn bộ não của chúng ta ngừng hoạt động, ngừng sáng tạo. Thì lúc này đâu đó chúng ta sẽ tự thụt lùi, tự đi lùi. Các anh chị ha. Phải tiếp tục. Đầu tiên là giá trị, các anh chị họ sẽ được an tâm về cái lộ trình đào tạo bài bản. Thứ hai là họ được hỗ trợ đa chiều từ các cấp. Thứ ba là cái lộ trình thăng tiến của họ, nếu mà họ muốn phát triển lên leader thì rõ ràng mình cũng sẽ chia sẻ với họ rằng lộ trình thăng tiến vô cùng công bằng và rất minh bạch, được chia sẻ cho, được trao cho tất cả mọi người như nhau, chứ không phải là người này làm được mà người kia không được phép làm. Không phải, công bằng, rất công bằng các anh chị ha. Tiếp theo là gì? Để được cái lộ trình đào tạo ok rồi, bài bản rồi, hỗ trợ được các cấp ok rồi, chính sách thăng tiến rất là công bằng rồi, nhưng liệu rằng cái công cụ mà tôi đi ra thị trường đó có được khách hàng chấp nhận không, có được khách hàng đón chào không, có được khách hàng happy không, thông qua cái gì? Đó là sản phẩm. Một sự khẳng định với các anh chị, trao chìa khóa cho ứng viên của các anh chị rằng là đây là một công ty có một sản phẩm vô cùng tuyệt vời và toàn diện, giống như mà chị Thủy đã nói với ứng viên của các chị Thủy rằng, nói với khách hàng chị Thủy rằng chị Thủy là cái người từng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của Generali. Thì Generali có sản phẩm và dịch vụ vô cùng tuyệt vời và đẳng cấp, đúng không các anh chị?
Thì các anh chị một lần nữa khẳng định rằng để đạt được thăng tiến, để có sự hỗ trợ đa chiều và lộ trình đào tạo như vậy, nhưng nếu thiếu đi sản phẩm tuyệt vời thì chắc chắn các anh chị cũng sẽ khó mà làm được. Nhưng ở đây tôi cam kết với các anh chị rằng sản phẩm của tôi rất tuyệt vời, sản phẩm của Genoly rất tuyệt vời và được đón nhận rất nhiều ý kiến phản hồi rất tuyệt vời từ khách hàng. Các anh chị ha. Rồi tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là gì? Thu nhập. Thu nhập khi mà mọi thứ đều rất là công bằng, khi mọi thứ đều rất là support, mọi thứ đều rất là tốt, với một môi trường trẻ, môi trường năng động, sản phẩm tuyệt vời, thì thu nhập nó phải ít chứ. Tại vì mọi thứ đều dễ dàng thì nó phải ít chứ. Nhưng mà không, đối với Genoly thu nhập rất cao. Thu nhập rất cao cho từng cấp bậc. Nếu cá nhân thì thu nhập từ việc bán hàng, nếu leader thì thu nhập từ hai việc là bán hàng và chia sẻ cơ hội. Tiếp tục, ngoài cái việc bán hàng và chia sẻ cơ hội mà leader nhận được, thì còn cái việc mà leader sẽ nhận được nhiều giá trị hơn cho cái việc đào tạo, hỗ trợ và phát triển đội ngũ, phát triển lên cao hơn. Các anh chị, đó là một cái điều vô cùng đặc biệt. Và thu nhập được tối ưu hóa dựa trên năng lực. Giống như chị Thủy đã khẳng định đi, khẳng định lại, làm nhiều thì thu nhập nhiều, đúng cái năng lực của cái người, con người đó. Đó là điều tuyệt vời. Và tiếp tục là gì ạ? Giúp đỡ. Cái điều mà chị Thủy có nhắc đi nhắc lại đó là gì? Làm việc từ tâm. Và mình không muốn ích kỷ, bản thân mình chỉ là nhận giá trị thôi, nhưng mà tôi muốn cho khách hàng cũng nhận được giá trị dịch vụ, sản phẩm tuyệt vời của Genoly. Tôi muốn ứng viên, những cái người mà tôi cùng chí hướng đó, tôi cũng muốn giúp họ đạt được những cái khát khao và những hoài bão giống như tôi. Các anh chị ha. Và các anh chị giúp đỡ khách hàng, các anh chị có khả năng chia sẻ cơ hội kinh doanh dựa trên sự cam kết từ công ty cho ứng viên, thì đó là những cái giá trị mà chính các anh chị là đối tác của Genoly, đối tác của Genka Sa Đà Nẵng 2 nhận được. Và các anh chị hãy lan tỏa điều này đối với những cộng sự của các anh chị, đối với khách hàng của các anh chị, đối với những người thân của các anh chị, đối với những cái người xung quanh của các anh chị, những nơi nào, như chị Thủy có nói rằng là bất kể nơi nào, bất kể nơi đâu, miễn là nơi đó có những cái con người cùng chung chí hướng, cùng chung khát khao giống mình và muốn thay đổi cuộc sống của mình và muốn gia tăng thu nhập dựa trên năng lực của mình, thì lúc đó chị Thủy sẽ trao đi cơ hội. Đó là điều tuyệt vời. Và đây là cái yếu tố mà các anh chị cần phải nốt lại, ghi chú lại, để rồi các anh chị chia sẻ cơ hội để mình phát triển, mình thăng tiến. Và chính vì những điều đó, Genkasa Đà Nẵng 2 rất tự hào, rất tự hào. Đó là qua 3 đợt dự án phát triển và nâng tầm lãnh đạo của Genoly theo hướng chuyên nghiệp, đẳng cấp và khác biệt trên thị trường hiện nay, với cái tên gọi là UMGNX và BMGNX, thì Genkasa Đà Nẵng 2 vô cùng tự hào là cho dù ba mùa đi chăng nữa, nhưng chúng ta là cái nơi mà cung ứng, là cái nơi đào tạo và cung ứng nhân tài nhiều nhất cho Genkasa, cho Genoly. Mùa 1, mùa 2 và mùa 3 chúng ta đều có. Một lần nữa, Genkasa Đà Nẵng 2 vô cùng tự hào và vô cùng cảm ơn tất cả các anh chị leader đã đồng hành, đã cống hiến và đã chọn Genkasa Đà Nẵng 2 là cái nơi các anh chị gắn bó, nơi các anh chị phát triển. Và chính vì lẽ đó, các anh chị leader cũng là cái người phát triển, thu hút nhân tài để tạo nên một tổ chức hùng mạnh như chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các anh chị leader vô cùng nhiều. Các anh chị có đang nghe rõ không ạ? Bạn Hương nói là có ai không nghe được như bạn Hương không? Nghe rất bình thường thôi. Rồi, em Hương out ra rồi vô lại em nha. Rồi, cảm ơn các anh chị và Kha sẽ tiếp tục. Và có một điều quan trọng nữa, khi mà Kha đã từng chia sẻ với các anh chị rất nhiều, là gì ạ? Người giỏi, họ được thu hút bởi nhiều người giỏi khác. Một điều Kha nhắc đi nhắc lại với các anh chị rằng là gì? Nhắc đi với các anh chị leader và chính các anh chị tư vấn viên luôn. Các anh chị tư vấn viên nếu muốn khách hàng chọn mình thì mình phải đủ niềm tin trong lòng khách hàng và giữ vững uy tín trong lòng khách hàng. Vậy niềm tin và uy tín đó được thể hiện qua cái gì?
lời nói của chúng ta khi đi tư vấn và hành động của chúng ta sau khi kết thúc hợp đồng, hành động của chúng ta khi mà cam kết hỗ trợ dịch vụ thì phải là một, đó là thương hiệu của chúng ta. À, thì như vậy chắc chắn khách hàng sẽ có niềm tin với chúng ta nhiều hơn, và đâu đó khách hàng sẽ giới thiệu thêm khách hàng khác cho chúng ta. À, các anh chị, đó là điều vô cùng quan trọng. Và khi chúng ta đã phát triển lên leader thì chúng ta hãy có một cái mong cầu, hãy có một cái tư duy rằng mình phát triển cộng sự của mình chứ không phải phát triển bản thân mình theo hướng ích kỷ. Đương nhiên chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải nâng cấp bản thân mình, chúng ta lên mỗi ngày. Nhưng cái việc nâng cấp bản thân lên để làm gì, phát triển tư duy lên để làm gì, để làm không những chỉ làm giàu cho mình, làm giỏi cho mình mà phải giúp cho người nữa, thì chắc chắn nhiều người sẽ mong muốn đi cùng chúng ta. À, điều đó thông qua cái gì? Khi ai đó chọn các anh chị là leader, khi họ vào với các anh chị, họ được tồn tại giống như chị Thủy đang nói, và họ được phát triển giống như chị Thủy đang nói, thì chắc chắn rằng cái sự lan tỏa của cái người mà nhận được giá trị đó, họ vô đây họ được tồn tại và họ được phát triển, thì chắc chắn cái sự biết ơn này, cái sự lan tỏa này, cái sự happy này sẽ được lan tỏa đến nhiều người khác nữa. Và chắc chắn rằng nhiều người khác họ sẽ chọn Generali thay vì chọn những công ty khác. Nhưng rồi họ chọn Generali thì họ sẽ chọn Genkasa Đà Nẵng 2 thay vì văn phòng khác. Họ chọn Genkasa Đà Nẵng 2 rồi, họ chọn team của chị Như Thủy, ví dụ như vậy, thay vì chọn team của người khác. Bởi vì chị Như Thủy có tư duy phát triển người khác, có tư duy giúp cho người khác thành công, thì chắc chắn rằng nhiều con người muốn vô team của chị Thủy. Bởi vì tôi muốn vô team đó để tôi được phát triển, hoặc là tôi muốn vô team của bạn Thanh Thùy để tôi được take care, để tôi được định hướng, tôi được phát triển. Không một ai muốn đi vô một cái người leader luôn luôn ích kỷ và luôn luôn kìm hãm sự phát triển của người bên dưới. Đó, các anh chị ạ. Nên Genkasa Đà Nẵng 2 vô cùng tự hào là nơi cung ứng, là nơi đào tạo và cung ứng nhân tài cho Generali. Các anh chị nhìn này, nhìn thấy được điều đó qua sự thể hiện rằng là mỗi một quý chúng ta thăng cấp một trưởng ban. Các anh chị thấy, quý 1 năm 2021 chúng ta chúc mừng tập thể ban Big Queen, đó là chị Ngọc Anh làm trưởng ban. Thì trong đó có XUM Lê Thị Phương, có UM Genet khóa 1 Dương Thị Mơ, có chị Lê Thị Diễm Trang, có UM Genet khóa 2 Mai Thị Tường Vi, UM Genet khóa 2 Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Liên, các anh chị nhìn thấy ha. Rồi tiếp tục là quý 2 chúng ta vinh dự, tự hào chúc mừng chị Lily đã thành lập một ban có tên gọi là Get Big. Thì trong đó có UM Chu Thị Thanh Thùy, UM Genet khóa 1 Lê Thị Thuận Thường, UM Genet khóa 2 Bích Trâm và UM Genet khóa 3 Thái Thị Yên Ly. Thì các anh chị nhìn thấy rằng tất cả các trưởng ban đều tập trung cho cái việc phát triển UM Genet. Lý do tại sao? Là các trưởng ban này xứng tầm là một vị trí BM, bởi vì họ phát triển đội ngũ bên dưới, họ khát khao đội ngũ bên dưới phát triển. Và các anh chị nhìn thấy đó, là Thuận Thường là UM Genet khóa 1 đã phát triển một UM Genet khóa 2 là Bích Trâm. Chu Thị Thanh Thùy cho dù là khóa trước chưa có được tham dự cái UM Genet, nhưng rồi Chu Thị Thanh Thùy cũng nhận biết được và phát triển UM Genet khóa 3, đó là Thái Thị Yên Ly, đúng không các anh chị? Đó, cảm ơn Chu Thị Thanh Thùy, cảm ơn chị Thuận Thường, cảm ơn Lê Thị Phương, cảm ơn bạn Mơ, cảm ơn tất cả các BM đã cùng đồng hành với Genkasa Đà Nẵng 2 đã đào tạo nên những cái nhân tài rất tuyệt vời. Đó, đó là nhận được những cái giá trị mà Genoli mang lại cho chúng ta. Và rồi chúng ta chia sẻ lại cho đội ngũ của chúng ta, thì đó là cái điều hết sức là vi diệu. Và đặc biệt nữa, một cái điều hân hoan chúc mừng không thể vẫn bây giờ vẫn còn chưa nguôi cái sự hân hoan đó, đó là quý 3 tức là tháng 10 vừa rồi chúng ta chính thức thăng cấp một ban nữa, đó là của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy là trưởng ban. Do sự gọi là được hợp tác, được đồng hành cùng với UM Genet khóa 1. Các anh chị nhìn thấy là tất cả các BM đều có UM Genet khóa 1. Các anh chị chú ý, UM Genet khóa 1 Nguyễn Thị Bích Thuận, và từ Nguyễn Thị Bích Thuận đã đào tạo nên 3 UM Genet khóa 3, đó là chị Nga, đó là chị Thảo Phương và đó là chị Như Thủy. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, và chúng ta rất tự hào về điều đó.
Đó là UM Gen Z khóa 3. Và hầu như tất cả những anh chị UM Gen Z khóa 1 ai cũng đã thành công. Ai cũng đã thành công. Và rồi họ tiếp tục đào tạo những cái UM Gen Z khóa tiếp theo. Đó là một sự vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Và chúng ta tự hào về điều đó. Và một lần nữa, chính vì những cái con người đó, chính vì những cái anh chị leader, chính vì những tất cả các anh chị agency đã tin tưởng Genoli, tin tưởng Gen Casa Đà Nẵng 2, tin tưởng leader của mình, đã cùng tạo nên một cái sức mạnh vô cùng lớn cho thị trường. Đó là Gen Casa Đà Nẵng 2 của chúng ta tự hào là tập thể đoàn kết nhất, là tập thể chuyên nghiệp nhất và tri thức nhất. Chính vì điều đó, chính vì những yếu tố đó, chúng ta đã tạo nên một kỳ tích tuyệt vời trong 9 tháng đầu năm 2021. Tổ chức chúng ta tự hào và kiêu hãnh khi được vinh danh là tổ chức dẫn đầu trong toàn thành phố Đà Nẵng, toàn miền Trung và toàn hai miền Nam Trung. Hình ảnh này chắc cả các anh chị đã nhìn thấy khi mà Kha đã gửi lên group cho các anh chị. Đây là niềm tự hào. Và khi các anh chị lan tỏa những cái niềm tự hào này trên tất cả các trang mạng cá nhân, trên tất cả các trang mạng Zalo, Facebook, và chia sẻ cho tất cả các cộng sự của anh chị, chia sẻ cho tất cả khách hàng của các anh chị, thì chắc chắn doanh thu, uy tín, thu nhập của các anh chị sẽ được tăng lên bởi cái này. Bởi vì các anh chị đang sống trong một cộng đồng thành công thì chắc chắn các anh chị sẽ thành công. Đó là một sự lan tỏa về giá trị. Và các anh chị đang sống trong một tập thể mạnh thì chắc chắn các anh chị sẽ trở nên mạnh. Đó là điều tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả các anh chị, là vì chúng ta là tập thể vô cùng đoàn kết. Chúng ta là một tập thể chuyên nghiệp và đặc biệt là tri thức. Chúng ta dẫn dắt mọi người bằng cái tâm chân thành, bằng cái sự cho đi và cái sự mong muốn phát triển người khác. Thì đó là cái điều giúp cho chúng ta thành công. Và cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Và Kha luôn luôn tự hào và kiêu hãnh khi Kha được cộng sự với các anh chị. Và theo lời tất cả các anh chị UM Gen Z mùa 3, như chị Như Thủy, chị Thảo Phương, bạn Bằng Mai, bạn Vi, rồi bạn Bích Khuê, rồi rất nhiều anh chị nữa, thì khóa 3 này chúng ta có được 10 anh chị UM Gen Z. Và tất cả các anh chị đó đều nhận được những giá trị vô cùng tuyệt vời sau một ngày học. Chỉ mới một ngày học thôi, nhưng rất nhiều tuyệt vời. Và các anh chị đã nhận ra được rất nhiều điều mà các anh chị sẽ phát triển hơn nữa thông qua một khóa học đó. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay Kha mong muốn những các anh chị agency, đâu đó các anh chị chưa có suy nghĩ, thì ngay lúc này hãy suy nghĩ các anh chị là ai, hãy suy nghĩ các anh chị trở thành ai. Và điều đầu tiên để giúp các anh chị đạt được những cái ước mơ xa hơn, các anh chị hãy nghĩ tới, các anh chị phải là UM Gen X mùa 4. Các anh chị phải là UM Gen X mùa 4. Thì UM Gen X mùa 4 được chạy khi nào? Được chạy khi nào? Chắc chắn các anh chị sẽ được chạy vào tháng 1 năm 2022. Các anh chị sẽ được chạy trong tháng 1 2022. Và để được mà tham dự vào tháng 1 2022 này, thì tháng 11, 30 tháng 11, các anh chị phải hoàn thành chỉ tiêu thăng cấp lên US. 30 tháng 11 các anh chị phải hoàn thành chỉ tiêu thăng cấp US. Vậy chỉ tiêu thăng cấp US là gì? Các anh chị hãy liên hệ với leader trực tiếp của mình và nhờ sự hướng dẫn của leader trực tiếp, để leader trực tiếp giúp mình có thể nhanh nhất và phát triển nhanh nhất, để mình có thể phát triển lên UM Gen X mùa 4, để mình được thăng tiến trong sự nghiệp của chúng ta. Cảm ơn tất cả các anh chị. Và làm như thế nào để có được đặc quyền cho cái người tham dự đó, thì chắc chắn là xin mời Cốt Đạt, đúng không ạ? Ở cái phần này của Cốt Đạt, đúng không Cốt Đạt ơi? Vâng, thì dạ. Sáng nay Đạt cùng với ban tổ chức sẽ